Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình đã có trên tay tờ vé số cào Million Dollar Multiplier. Tờ vé số này có mệnh giá là 10 đô la và cái giá trị giải thưởng tối đa của nó là 1 triệu đô. Tương tự như những tờ vé số trước mà mình đã giới thiệu với các bạn thì tờ vé số này có luật chơi tương tự, đó là nó có 6 con số trúng giải 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 20 ô cào. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu cào tờ vé số này. Thì đầu tiên mình sẽ bắt đầu cào 6 con số trúng giải. Số đầu tiên là số 43. Số tiếp theo là số 26. Con số tiếp theo là số 21. Số tiếp theo là số 40, 48. Số tiếp theo là số 42. Số tiếp theo là số 23. Ok. Bây giờ mình sẽ cào ô cào đầu tiên. Ô cào đầu tiên là số 39, không trúng rồi. Ô cào tiếp theo là con số 31, không trúng. Ô cào tiếp theo con số 44, không trúng. Ô cào tiếp theo số 29, không trúng. Cào kế tiếp số 14, không trúng. Cào kế tiếp số 27, không trúng. Cào kế tiếp là số 15, không trúng rồi. Có vẻ như khá là khó trúng với tờ vé số này. Cào kế tiếp số 22, không trúng. Cào kế tiếp số 37, không trúng. Ô cào kế tiếp số 23, đây số 33, xin lỗi các bạn, không trúng. Ô cào kế tiếp số 11, không trúng. Ô cào kế tiếp số 38, không trúng con số. Ô cào kế tiếp số 16, không trúng rồi. Ô cào kế tiếp số 45, càng không trúng. Ô cào kế tiếp số 12, không trúng. Ô cào kế tiếp số 36, không trúng. Ô cào kế tiếp số 47, không trúng. Ô cào kế tiếp số 28, không trúng. Ô cào kế tiếp số 7, không trúng rồi. Ô cào cuối cùng số 46, không trúng. Oh no. Như vậy là mình đã không trúng bất kỳ giải nào trên tờ vé số này. Bây giờ mình sẽ cào hết toàn bộ ruột gan của tờ vé số này cho các bạn cùng xem là bên trong là toàn bộ nội dung của tờ vé số này nó sẽ như thế nào. Như vậy là mình đã cào toàn bộ cái nội dung của tờ vé số này cho các bạn cùng thấy. Thì trên tờ vé số này cái giá trị giải thưởng cao nhất của nó là 1 triệu đô. Và cái con số trúng của nó là số 22, nằm giữa số 21 và số 23. Như vậy có thể thấy là mình suýt nữa trúng giải cao nhất là 1 triệu đô. Và thật là đáng tiếc. Và có một cái điểm đặc biệt trên tờ vé số này là hầu như ở bên dưới bất kỳ giải thưởng nào đều có những con số cấp số nhân của nó. Ví dụ như là cấp số nhân 1x, 10x, 2x, 3x gì đó. Thì tức là chúng ta có thể nhân gấp đôi, gấp 3, gấp 10 lần cái giải mà chúng ta
cào trúng. Nhưng mà trong cái trường hợp này của mình là mình không trúng bất kỳ giải nào, cho nên là những con số cấp số nhân này không có giá trị. Như vậy là mình đã giới thiệu xong tờ vé số Million Dollar Multiplier trị giá 10 đô, và mình sẽ giới thiệu với các bạn những tờ vé số khác trong những video clip kế tiếp. Xin hãy like và subscribe cho mình. Xin cảm ơn.